Vâng, và lời đầu tiên thì Phụ Kiện Audio kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì trước mắt các bác là những đôi loa chép Pioneer vỏ tre. Em làm sẵn để gửi cho anh Nhân Tâm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em xin phép được che tên che số điện thoại của anh ấy đi nhé. Đấy, thì đây là những đôi loa chép mà em đã làm trong buổi chiều ngày hôm nay để kịp gửi hàng đi cho chuyến xe buổi chiều này để vào Bà Rịa Vũng Tàu cho anh. Những đôi loa chép bên này em thì đã làm được thợ làm rất tỉ mỉ. Những cái vỏ tre đều làm thủ công bằng tay hết nhé. Ở sau rắc thì đây là một là cắm bắp chuối, hai là kẹp dây, nhét dây và xoáy này. Đấy, có hai kiểu cách kết nối. Bên trong thì đã đầu sẵn tụ. Em sẽ test âm, cũng là gửi clip cảm ơn thầy anh Nhân Tâm ở Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Em sẽ bật một đoạn nhạc. Đây test là hai con này, em đều đang đấu dây loa này. Dây loa và trơn có con âm ly mini kỹ thuật số nhé, tích hợp giải mã DAC. Sẽ bật một đoạn nhạc. Âm thanh của chép đôm bằng lụa P03 thì rất là tơi nhuyễn, không hề khói tai, nghe rất là sướng. Phối ghép với các dàn nghe nhạc thì rất là tuyệt vời. Đây là em mới chỉ đánh hai con này và con này thôi nhá. Vâng, và tất cả những cái sản phẩm bên em thì đều được bảo hành lỗi kỹ thuật trong vòng 1 năm. Giá con này là 690.000 một đôi nhá. Bên trong đã tích là sơn tụ, chỉ về việc cắm dây và sử dụng thôi, cắm dây như này và sử dụng thôi, kết nối và sử dụng. Bác nào có nhu cầu lấy số lượng lấy nhiều thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em để phía bên dưới. Lấy nhiều lấy lẻ của em đều có hết, nghĩa là phục vụ ok cho các bác là được. Vâng, và vừa xong là sau một đoạn nhạc test nhá, em sẽ nói lại là giá con này là chỉ 690.000 một đôi như thế này. Một đôi như này 690.000. Bên trong đã hàng sẵn tụ, về chỉ việc kết nối và sử dụng thôi. Và lưu ý cho các bác là dòng chép Pioneer P03 này chuyên phối ghép cho những dàn nghe nhạc. Cho những dàn nghe nhạc cao cấp nhá. Cao cấp hay bình dân đều chơi được, nó cải thiện âm chép rất là tốt, âm chép tơi nhuyễn, trong sáng. Đó. Và cảm ơn các bạn theo dõi video của Phụ Kiện Audio nhé.